Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày cuối tuần, ngày thứ bảy các bạn ạ. Tôi lập một team tại xã Đắc Song để đi bắt cá tại xã Đắc Song đấy các bạn. Đây, tôi mang theo một ký thịt bò. Trừ trường hợp nếu mà không bắt được cá thì còn có thịt bò để mà ăn các bạn. Đấy, chúng tôi sẽ xuống dưới kia. Xuống dưới kia. Và đây đường đi Đắc Linh, chỗ cầu Đắc Song xuống tới đây khoảng 500m các bạn. Và sau đây xin mời các bạn theo chân chúng tôi để xuống dưới kia các bạn nhé. Xin mời các bạn. Các bạn ơi, bà Duyên và bà Duy đã tới rồi này. Wow, nhiều cá này. Đây cho bạn coi này. Chô, chắc được ký nhỉ. Ôi giời, cá vừa gọi ấy. Ngon. Ôi giời giời giời. Đấy. Đấy, mình làm cái nhóm lửa là đúng bài rồi. Đấy. Rồi, bắt đầu nướng cá thôi. Đấy. Đây, được hai con rô phi này. Đấy. Còn lại là cá đây. Cá heo này. Cá bố gọ này. Ngon. Ôi giời. Được. Bài. Rồi, chúng tôi chuẩn bị nướng này các bạn. Rồi, chặt tre thôi, chặt le thôi. Đây các bạn, đây là chắc được hơn ký này. Đây là mang về tí lại nấu ăn ở nhà. Đấy, còn đây là nướng. Có mấy miếng thịt bò rồi, đây nướng mấy con thôi, 4 con to thôi. Đấy, 4 con to xong tí bọn tôi sẽ đấy sẽ nướng cái này ăn. Đói rồi. Ăn và uống bia. Đây, bia bên kia. Này mang được thùng bia thôi do đường xa các bạn. Đấy, được 2-4 lon, 3 anh em là thế này là được rồi. Đi phải ra chạy được to hết. Nên kia. Chạy to hay nè. Kéo đi. 6, 4, vậy là 24. Nuôi được 7 lon. Hơn 7 lon. 8 lon. Đúng rồi, 8 lon, 20 người 8 lon. 83, 24. Rồi, nướng cá các bạn ơi. Đấy. Nhìn củi đá chưa? Than đá lắm. Ui, trời. Ôi giời ơi. Đấy, nảy ra muối ớt, rau thơm, vị chanh. Sáng từ nhà rồi mang lên đây, mang xuống đây các bạn. Để chấm với cá. Đấy, bắt đầu vàng rồi đấy, vàng ươm rồi. Ui, sụt đá. Ui, đấy, ui, cháy mất rồi. Đấy, nước từ từ thôi. Wow. À, vẽ hả? Bình thường. Đâu hả? Một lòng. Ừ là im mềm cắt to không bự. Cắt lon ấy. Ừ. À lon bia này. Thoải mái. Lon bia làm. Đây. Nước ăn hả? Đấy. Dùng này cứ gọi miết diu diu. Hình diu hình hình. Thấy dựa cơ đe. Ô oh, dung ta nè. Ừ diu. Dung ạ. Dung. Đấy. Đã chưa? Chín rồi đấy. Chín rồi.
Ui xui, ui. Sao nhanh thế nhỉ? Nhanh cháy à? Ui ui. Đó đây đây. Ôi, đây này. Này. Đấy. Đấy. Thôi lấy thịt bò. Xé thịt bò trước đây. Thịt bò chín rồi đấy. Hân rồi. Hân. Dọc thùng bia đây. Dọc cho nó. Hả? Dọc lên túi. Lấy cái ba lô để kia. Đấy, lấy cái này bỏ thịt này. Thịt cá này. Đấy, được. Đây rồi. Cá đã nướng xong các bạn. Đây. Ui, dây dây dây, thấy chưa? Đây là thịt bò này. Wow, sao. Thịt bò nướng tái tái này các bạn. Đây, bò tơ. Là bê ấy. Đây. Và đây là muối ớt các bạn. Ớt bay, giá và rau thơm. Để chấm với thịt bò nướng này. Cá nướng này. Cực kỳ ngon các bạn. Phải nói là nhất, 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 nhất và nhất quả đất các bạn ạ. Đấy, nếu các bạn nào mà chưa thử thì các bạn hãy thử xem. Bắt cá suối và nướng ăn ngay tại suối. Nó cảm giác rất là tuyệt vời các bạn ạ. Và sau đây xin mời các bạn cùng thưởng thức nhá.